Tiêu Lan. Trùng tú tài. Sao quay lại tới đây? Tại sao đệ lại ngồi đây làm cái gì? Lưu Tinh Trụy này là Trường Mi trưởng môn luyện hóa cho đệ. Đệ đang lo cho Thục Sơn hả? Hiện giờ đại kiếp của thiên hạ sắp tới rồi. Anh Nam tỷ tỷ gửi thư cho ta, kêu ta yên tâm ở toàn cơ môn để đến khi qua kiếp nạn. Nhưng mà ta... Nhưng đệ không thể yên tâm về họ được. Muốn được kỳ gia sát cánh với họ đúng hay không? Nhớ lúc trước, khi ta mới vào toàn cô môn, biết được cha đệ là Bách Lý Lưu Quang trong truyền thuyết, ta từng hỏi riêng cha đệ tại sao mang trong người tuyệt thế võ công nhưng mãi không chịu truyền thụ cho đệ. Cha đệ chỉ nói một câu, ông ấy nói đây là cách sống của ta, ta không muốn Tiêu Lan giống như ta. Ngày xưa cha đệ về bảo vệ đệ, giờ anh Nam cũng vậy. Nhưng giờ ta không muốn được người khác bảo vệ ta. Nhìn thấy quan tâm ta bị thương như vậy, ta còn khó chịu hơn cả ta bị thương nữa. Bây giờ ta chỉ muốn bảo vệ cho cha và anh Nam tỷ tỷ thôi. Những chuyện mà khi xưa cha đệ làm không có sai, lòng người hướng về đâu cũng không hề sai. Còn ý kiến mà ta có thể cho đệ chỉ là nghe theo lòng mình mà thôi. Thế thái nhân tình thâm sâu khó mà lường được, nhưng hối hận có lẽ là thứ khiến người ta dày dò nhất. Lòng mình. Lòng mình. Đa tạ muội, tề sư muội. Huynh vừa mới bị thương, đi đứng không được thuận tiện. Đoạn ngọc xích của huynh đâu? Sao huynh lại ở đây? Dương Nhi, thì chúng ta vẫn còn có thể bình tĩnh mà đối mặt nhau. Muội hãy dừng lại đi. Muội là thê tử của ta, buông bỏ tất cả đi. Chúng ta tìm một nơi quy ẩn điền viên, không quan tâm đến những đúng sai của thiên hạ, không tốt hơn sao? Bạch Cốc Dực, đổi lại là lúc trước ta sẽ tin huynh. Nhưng mà huynh không phải Bạch Lý Lưu Quang, ta cũng không phải Sai Diễm Hồng. Ta cũng sẽ không dám giẫm lên vết xe đổ của Sai Diễm Hồng. Không phải đâu, muội không phải là Sai Diễm Hồng. Muội có thể kết thúc hết tất cả ở đây. Bạch Cốc Dực, huynh tưởng ta còn lựa chọn khác sao? Từ ngày ta yêu huynh, ta đã không còn lựa chọn nữa rồi. Huynh không cho ta được tình yêu, bây giờ ta cũng không cần tình yêu nữa. Từ ngày quyết định luyện quyết ảnh thần công, ta đã chuẩn bị tâm lý sẽ sống một mình trên đời này. Bạch Cốc Dực, ta không bao giờ cần huynh nữa. Bạch Cốc Dực, nếu có kiếp sau, ta chỉ mong chưa từng quen biết huynh. Nghe Quang, không phải là quên đi rồi sao? Sao lại quay trở về? Ta tưởng rằng mấy người sẽ đuổi theo ta, níu kéo ta. Kết quả các người chẳng ai đến hết, cho nên là... Tự ta về đây thôi. Phải không nào? Về là tốt rồi.
Bạch sư huynh à, người mà hôm nay chúng ta phải đối phó là Tề Linh Dân. Hai người cũng từng uống nước hồ quyển ba. Nếu như cô ấy có chuyện gì thì huynh... Vì trận chiến này muội không tiếc đem xích hồn thạch nhập vào cơ thể mình, tao có gì phải sợ nữa chứ. Ừ. À, nói xong rồi chứ. Nếu chúng ta đủ người rồi thì xuất phát thôi. Đi thôi. Ừ. Ừ. Chưởng môn chân nhân vẫn chưa tỉnh lại. Thương Khư đã hung dữ tới như vậy, chúng ta bị nhốt ở Thục Sơn cũng xem như là một trận tử chiến. Ta hy vọng mọi người nắm chặt thanh kiếm trong tay mình, vì dinh nhục của sư môn mà quyết một trận tử chiến, thề chết không thôi. Quyết một trận tử chiến thề chết không thôi. Ta vừa nhận được tin là anh Nam và anh Kỳ đang tiến đánh Thiên Môn Phong. Đợi khi họ phá vỡ được ngũ hành trận sẽ đánh lên Thương Khư, đi sâu vào lòng địch. Linh Sang, Thái Dĩ, hai người đưa các đệ tử đi bảo vệ ranh giới Tiềm Long Tỏa. Dạ. Thanh An sư trưởng, Hiền Nhất, mọi người cùng ta ở lại bảo vệ kiếm khư, bảo vệ chân thân của trưởng môn. Đây là phòng tuyến cuối cùng của chúng ta. Mọi người còn nhớ đồng tâm kiếm trận mà Nhân Anh sư trưởng từng dạy không? Thủ sơn kiếm trận, hiệp lực đồng tâm. Kẻ đến lại. Các vị đồng môn Thương Khương, ta biết các người không nhận chữ môn như ta, nhưng giờ là lúc liên quan đến sống chết. Ta hy vọng mọi người nghe ta một câu, bỏ vũ khí xuống, bảo vệ chính mình. Tề Linh Nhân sẽ đưa Thương Khương vào con đường quỷ diệt, hy vọng các người đừng nối giáo cho giặc. Tề trưởng môn nói rồi, Thục Sơn chưa chấp yêu nhân, muốn đoạt xích hồng thạch hiệu lệnh thiên hạ. Kẻ nào xông vào cửa linh thạch này giết không tha. Đám đệ tử vô tội, mọi người chú ý chừng mực. Bác sĩ Quyết, cẩn thận. Tiêu Lan, sao đệ lại tới đây? Đệ là đệ tử của Thục Sơn, đương nhiên phải bảo vệ Thục Sơn rồi. Ngày mai cha đệ sẽ hồi sinh, đợi đệ cứu được Thục Sơn là có thể yên tâm đoàn tụ với cha rồi. Tiêu Lan, đa tạ đệ. Ta cứu huynh là vì kẻ thù lớn đang ở trước mặt, phải đồng tâm chống lại kẻ địch, không có nghĩa là chúng ta là bằng hữu. Các người lên Thương Khư, ở đây giao cho ta. Nga Hoàng à, vậy huynh phải cẩn thận. Chúng ta đi. Đi. Tỷ tỷ đắc thủ rồi. Tỷ tỷ đã dùng quyết ảnh thần công đem tất cả vũ khí của chúng ta luyện hóa. Hôm nay phải cho các ngươi xem quy lực của băng tinh sa sau khi luyện hóa. Tất cả mọi người nghe lệnh, Thục Sơn chứa chấp kẻ gian tà, nguy hại thiên hạ. Thương Khương chúng ta phải thay trời hành đạo, sang bằng Thục Sơn. Sang bằng Thục Sơn.
lên chứ ta. Phục Sơn kiếm trận. Đây là đâu vậy? Tại sao chúng ta lại không lên thương cơ mà lại tới chỗ này chứ? Lẽ nào cổng linh thạch bị người ta động vào rồi? Mọi người cẩn thận một chút. Chạy mau. Dạ. Chạy. Chuyện gì vậy? Mọi người. Dư Anh Nam, không ngờ rằng nhanh như vậy các ngươi đã đánh lên Thiên Môn Phong. Nhưng mà mọi chuyện các ngươi làm uổng công hết rồi. Ta đã sớm nghĩ đến, nên đã thay đổi cổng linh thạch đi. Bây giờ các ngươi đều ở trong trận pháp ngũ hành của ta. Ba nam nhân này đều muốn bảo vệ cô, nhưng chỉ cần một trong số họ không thể tỉnh dậy, trận pháp này sẽ hút năng lượng của họ. Số kiếm lững lờ này sẽ giết sạch bọn họ. Ta muốn xem có ai bảo vệ được cho cô. Không được, ta không thể để bọn họ gặp nguy hiểm. Ta phải gọi bọn họ tỉnh lại. Niên niên Hữu Dư. Anh Kỳ. Mẹ. Mẹ. Con còn tưởng là không gặp lại mẹ nữa. Mẹ, con thật sự rất nhớ mẹ. Anh Kỳ, bên ngoài quá nguy hiểm, con hãy cùng mẹ tiếp tục sống ở thôn tiểu thôn. Đừng đi đâu hết được không? Anh Kỳ, huynh mau tỉnh lại đi. Anh Nam, mẹ đã chết rồi. Đây không phải là sự thật đâu. Anh Kỳ, chẳng lẽ con không cần mẹ nữa sao?
Mẹ, anh Kỳ. Mẹ, lúc mẹ còn sống, con chưa kịp nói với mẹ câu tạm biệt. Lần này, con trai thật sự phải rời xa mẹ rồi. Anh Kỳ, Quỳnh tỉnh rồi. Quỳnh giúp muội. Duyên nè, cô không thể thức tỉnh hết mọi người đâu. Cầm nắm trắng. Anh Nam, cầm nắm trắng à? Quỳnh đừng thành thân với Tề Linh Dân được không? Muội biết là trước giờ Nga Hoàng luôn ở bên cạnh của muội thật ra chính là Quỳnh. Muội rất thích Quỳnh. Quỳnh đừng rời xa muội. Chúng ta cùng nhau tới 60 năm sau, có được không? Cô không phải anh Nam. Anh Nam sẽ không gọi ta là cơm nắm trắng nữa. Cơm nắm trắng. Quỳnh vẫn muốn giống như lần trước ở hồ quyển ba tổn hại muội sao? Quỳnh thật sự muốn muội chết sao? Bác sĩ Quỳnh, lúc này chỉ là ảo ảnh mà thôi. Mau cùng ta rời khỏi đây đi. Quỳnh cũng tỉnh rồi. Lan Nhi. Cha, mẹ. Các người yên tâm, cậu ta không tỉnh lại được đâu. Trận ngũ hành này sẽ nhanh chóng hút cạn năng lượng của các ngươi. Các ngươi có thể yên tâm đi chết rồi. Xem ra các ngươi sẽ không nhìn thấy Thục Sơn làm sao diệt vong rồi. Trường Mỹ chân thân đang ở Phục Ba Cốc. Đi, chúng ta cùng đánh kiếm khư, đánh thẳng Phục Ba Cốc. Sư huynh, Linh Sang, người của Thương Hương đã công phá Thiềm Long Tỏa, đang tiến đánh Phục Ba Cốc. Bất luận thế nào, chúng ta nhất định phải giữ được chân thân của trưởng môn. Hey!
Tiêu Lan gặp nguy hiểm, ta phải đi cứu nó. Quả nhiên là phu tử liền tâm. Người ở chôn hư vô xa xôi như vậy cũng cảm nhận được nguy hiểm của cậu ấy. Nhưng ngươi đừng quên, chỉ còn vài canh giờ thôi là ngươi có thể sống lại. Bây giờ bỏ cuộc chỉ uổng hết công sức thôi. Giả lại với bộ dạng suy nhược của ngươi hiện giờ, vốn dĩ không thể nào ra khỏi hội âm tuyệt bích này. Như vậy sẽ khiến ngươi hồn bay phách lạc. Ta có thể dùng bất cứ thứ gì đổi dòng, chỉ cần có thể cho ta ra cứu Tiêu Lan. Không giấu gì ngươi, lần trước Quả Phượng vì cứu Dư Anh Kỳ mà đã tan hết hồn phách. Bây giờ Thương Loan lại gắn liền với khí số của ngươi. Chúng là những người bạn ở bên ta lâu nhất. Nếu ngươi bằng lòng từ bỏ cơ hội hồi sinh, dùng sức mạnh cuối cùng của ngươi ngưng tụ tinh phách thần thú, dựng lại thân xác cho Loan Phượng, ta sẽ giúp ngươi. Ông cứ việc lấy đi. Được. Tiêu Lan, Tiêu Lan, Tiêu Lan, Tiêu Lan, tỉnh lại đi. Cha, cha, Tiêu đại thúc, cha, 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 rõ ràng là hôm qua cha có thể sống lại mà, tại sao bây giờ lại như vậy? Ai khiêu bọn chúng ức hiếp con trai ta? Đừng mà, cha, con đã mất mẹ rồi, con không thể mất thêm cha nữa cha. Cha. Là gì? Cha và mẹ đều không thể ở bên con đến hết cuộc đời. Quãng đường sau này phải dựa vào bản thân con. Cha,
chuyện vẫn chưa kết thúc đâu. Tiêu Lan, để ở lại đi, còn lại cứ giao cho bọn ta. Như anh Nam, các ngươi có thể phá được ngũ hành trận thì có thể làm gì chứ? Quyết ảnh thần công của ta đã luyện quá ngũ hành linh điệp, hấp thụ năng lượng của các ngươi. Các ngươi ai cũng không phải đối thủ của ta. Tề Linh Dân, cô đừng sai càng thêm sai nữa. Sai sao? Chuyện sai lầm nhất mà ta từng làm chính là không sớm giết chết ngươi. Dư Anh Nam, ngươi đi chết đi. Dùng quyết ảnh thần công sẽ không thể đánh thắng ta. Vậy sao? Giết chết ta, Quỳnh cũng sẽ chết. Quỳnh muốn ta chết đến vậy sao? Anh Nam, hai nam nhân trước mặt cô đều bằng lòng chết vì cô. Cô nói xem, nếu ta tác thành cho họ thì sao? Ugh!
anh Nam. Không xong rồi, Tề Linh Vân muốn dùng quyết anh thần công ép xích hồng thành mất kiểm soát để anh Nam tẩu quả nhập ma. Anh ơi, hả? Xong rồi, xem có người còn ai dám ức hiếp anh Nam. Hả? Hả? Chuyện gì vậy? Chẳng lẽ xích hồng thành mất kiểm soát? Anh Nam! Chủ môn, quá trời người quý diệt trời đất lại là anh Nam. Anh Nam, chủ môn, chuyện này rốt cuộc là sao vậy? Xích hồn thạch và ngũ hành linh điệp khống chế lẫn nhau, sức mạnh xích hồn thạch quá lớn đã quỷ điện ngũ hành linh điệp. Nếu không trấn an xích hồn thạch thì e là ngày tàn của thiên hạ đã tới rồi. Sao hả? Tại sao tất cả mọi người đều bảo vệ ngươi? Tất cả mọi người đều thích ngươi. Bây giờ cả người ta yêu nhất cũng muốn giết ta. Chuyện ta muốn làm chính là giết sạch người của Thương Khư, của Thục Sơn trong thiên hạ. Ta phải cho bọn họ thấy nếu ngươi là người quỷ đi trời đất thì họ còn bảo vệ ngươi hay không. Dư anh Nam, ta hận ngươi, ta cũng phải để cho họ nếm thử mùi vị người mình yêu trở thành kẻ thù. Dương Nhi, Dương Nhi, Dương Nhi. Không ngờ là cũng có ngại quên rơi lệ gì muội. Nước Hồ Quyển Ba đã kết nối tính mạng của hai ta, muội yên tâm, ta sẽ đi cùng muội. Nếu như huynh đã không muốn sống cùng muội, muội cũng không muốn để huynh cùng chết với muội.
Anh Năm, mụi cố gắng gượng đi, đừng để xích hồn thạch chiếm lấy tâm trí của mụi. Xích hồn thạch trong người anh Năm được huyết ảnh thành công kích phát rồi, cứ tiếp tục như vậy trời đất sẽ bị hủy diệt, chúng ta đều sẽ chết hết. Chị anh Nam, là cô, có còn nhớ lời ta nói với cô hay không? Lại là cô, sao cô lại ở chỗ này? Nghe kỹ đi, một năm sau khi trăng máu lên hả, cô nhất định phải giết chết người mang xích hồn thạch, chỉ có như vậy cô mới cứu được người mình yêu thương thôi. Trăng máu lên cao, xích hồn thạch bây giờ đang ở trong cơ thể của ta. Bây giờ cô đã không thể khống chế được sức mạnh quỷ diệt trời đất này. Nếu như cô không chết, xích hồn thạch sẽ không được dẹp yên. Thật ra tương lai này bọn ta từng trải qua rất nhiều lần, nên ta có thể nói với cô chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo. Người bên cạnh cô, nếu là người yêu cô, cho dù đến cảnh tượng ngày hôm nay, bọn họ vẫn không cách nào giết cô. Cho nên kết quả cuối cùng là cô quỷ thiên diệt địa, thế giới tương lai liên thông cũng bị tiêu vong. Như anh Nam, chỉ có cô mới có thể ngăn cản mọi chuyện, chỉ có cô làm được thôi. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại biết những chuyện này chứ? Có cô mới có thể ngăn cản tất cả, chỉ có cô mới có thể làm được. Rốt cuộc cô là ai? Tại sao cô lại biết được những chuyện này chứ? Ta chính là chấp niệm trong lòng của cô. Cô luôn sống trong giấc mộng của ta. Bây giờ tất cả mọi chuyện cô trải qua, ta ở trong mộng đều có thể nhìn thấy. Cô phải tin tưởng ta. Nếu cuộc đời cô là một cuốn sách, vậy ta đã nhìn thấy người của trang cuối cùng. Cho dù xích hồn thạch quỷ diệt trời đất, nhưng cô cũng sẽ không chết. Cô hết lần này tới lần khác giống như ta đã nghĩ tới. Mất trí, thử thay đổi đều là vì cứu vãn cuộc diễn bi kịch, khiến cho cô phải mất đi tất cả những người mà cô quan tâm. Cho nên ta cầu xin cô, lần này hãy cứu những người mà cô yêu thương, đừng nếm trải nỗi đau khổ như ta đã từng nếm trải trong mộng.
醒不来的梦，我愿为你放弃自由，放弃自由，思绪因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。 我想醒不来的梦，我愿为你放弃自由。 只是因为你失控，陪我在夜里蠢蠢欲动。啊！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 
Anh Nam! Ba tháng sau, Cốc Vật, cậu thật sự quyết định rồi sao? Mọi thứ trên thế gian đều có nhân quả, ác quả mà ta trồng đến cuối cùng vẫn phải tự ta gánh chịu. Bây giờ Thương Khư đã bị quỷ, đệ tử trong phái cũng đã sớm nghĩ ta không còn trên thế gian, là thời cơ tốt nhất để Thương Khư về với Thục Sơn. Thương Khư và Thục Sơn vốn là cùng một gốc mà ra. Thương Khư về lại Thục Sơn, mong Trần Nhân quan tâm đến đệ tử Thương Khư. Từ nay về sau, thế gian chỉ có Thục Sơn, không cần nhắc đến Thương Khư. Đệ ấy thực sự đi rồi.
có nơi nào để ấy có thể đi được chứ? Có lẽ cậu ấy còn có lời hứa cần phải thực hiện. Bạch sư huynh, nghe nói sau khi Tiêu La và Đường Tinh lên Thục Sơn, liền giao lại toàn cơ môn cho đệ trông coi. Ừ. Hành động hy sinh bản thân vì người đời của anh Nam thật sự khiến ta khâm phục. Chiến tích vinh quang các vị ra sức giúp Thục Sơn đại phá Trận Ngũ Hành càng nên để hậu nhân biết đến. Cho nên ta định mang tất cả mọi chuyện ghi chép lại, cất kỹ trong toàn cơ khố. Ta đã nghĩ xong tên rồi, cứ gọi Thương Thục Chiến Kỹ, Dĩ Thị Hậu Nhân. Quynh cảm thấy tên này thế nào? Bây giờ đã không còn Thương Khương, không bằng gọi là Thục Sơn Chiến Kỹ. Thục Sơn Chiến Kỹ. Được, cứ gọi Thục Sơn Chiến Kỹ. À, đúng rồi, lần này Quynh đến toàn cơ môn có chuyện gì không vậy? Ta muốn đệ giúp ta mở ra Hồi Âm Tuyệt Bích này. Lẽ nào Quynh cũng nghe thấy chuyện của Hồi Âm Tuyệt Bích? Chỉ là trong này sống chết khó đoán, người đi vào đó sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Lẽ ra ta đã chết trong trận chiến Thương Khương, cho nên ta muốn làm người chết một lần, có gì đáng sợ đâu. Để cứ giúp ta mở ra đi. Mạng do trời định, ta cũng không ngăn cản nữa. Đa tạ. Tiểu anh Nam, muội có thể được đi được không? Muội đi rồi ta làm sao đây? Đời này ta sẽ không yêu nữ nhân nào khác được nữa. Ta xin muội đừng đi. Muội đừng đi mà. Muội đừng đi mà. Anh Nam. Ghé vô lửa đi, cải xanh đây. Muội xem. Hai vị tiểu mỹ nhân có phải là đang cầu nhân duyên hôn phối hay không? Ồ. Wow. Trời ơi, cái này làm gì vậy? Ta coi có phải là thật hay không thôi. Thiệt là này. Tiêu Lan à, cậu phát tài rồi hả? Đây là tiền cha con tích lũy nhiều năm để lại cho con. Ông ấy muốn con sống một cuộc sống bình thường, đạm bạc qua ngày. Nguyệt ca thật sự chuyện gì cũng nghĩ cho cậu. Trước đó chúng ta tưởng Quỳnh ấy tham tiền, không ngờ Quỳnh ấy nghĩ còn nhiều hơn bất cứ ai, nhìn xa hơn bất cứ ai. Vậy nếu Nguyệt ca có ý đó, Tiêu Lan, cậu xem như vậy đi, cùng bao huynh đệ chúng ta cùng kinh doanh tiệm này, có được không? Đúng, ba người chúng ta nhất định coi cậu như nhi tử thân sinh của chúng ta. Để cậu có cuộc sống tốt, kinh doanh gia đình cho tốt, để cậu có sự nghiệp tốt, để cậu có mối làm ăn tốt. Tuyệt đối không để những chuyện đánh đánh giết giết kia lúc nào cũng quấn lấy cậu. Đúng, không để cậu vậy nữa. Con cũng hiểu, cha con là muốn tốt cho con, nhưng mà con tránh được hay sao chứ? Mẹ con là cung chủ Lạc Tiên Cung đó, là yêu nữ mà người đời thường hay nói. Đây là việc mà con phải gánh vác cả đời, con không muốn trốn tránh nữa. Cha con đã trốn tránh cả nửa đời mình rồi, mọi người thấy ông ấy sống có vui vẻ không? Không vui. Cho nên con đã quyết định rồi, sẽ trở thành đệ tử của Thục Sơn, đối diện với số phận trận chiến Thương Khư. Cha vì con mà chết, chuyện con hiểu ra,
chỉ có thể dựa vào bản thân mình mới có thể khiến cho mình mạnh mẽ hơn thôi. Con có thể điều khiển được giận mạnh, mới có thể bảo vệ được người mình yêu thương. Yêu Lan, cậu lớn thật rồi. Bất cứ quyết định nào của cậu, bọn ta đều ủng hộ cậu. Ủng hộ cậu. Nhớ lấy, cánh cửa của tiệm này luôn mở ra chào đón cậu. Đúng. Khi nào cậu cần người thân, ba chúng ta luôn ở đây. Luôn ở đây. Thôn này của năm xưa vô cùng nhộn nhịp, hiện giờ lại vắng vẻ ít người lui tới, cho nên con tính là giao dò ngân lượng này cho ba thúc. Hả? Phiền các thúc coi phục thôn này trở về như lúc xưa nha. Được. Làm cái gì vậy? Đồ vô chủng. Không phải. Đại ca. Đại ca, để ta giúp huynh. Thôi khỏi. Nè, ăn cả đi. Nào. Vạn sự trên đời đều có nhân quả. Kiếp nạn qua đi, tân sinh niết bàn. Hôm nay Thục Sơn lập lại môn phái tại đây, thu nạp đệ tử mới. Con đường Thục Sơn trong tương lai đều nằm trên vai các con. Hy vọng các con không làm dục sư môn, không làm trái sư mệnh, trừ tà hành thiện, một lòng vì chúng sinh. Đệ tử hay. Trong lần tuyển chọn này, ba đứa con là người lấy được bội kiếm sớm nhất. Bây giờ, ta sẽ ban tên cho các bội kiếm này. Hiểu cách điều khiển bản thân, luôn luôn thức tỉnh chính mình. Quên đi cái tôi trong tim. Đây là lời dạy của ta dành cho các con. Sau này các con cùng tên với bụi kiếm, cùng sống cùng chết. Hãy nhớ, một khi bước vào Thục Sơn, mọi chuyện quá khứ đều đã qua đi. Mọi chuyện hôm nay mới đáng để chúng ta tính. Trong lòng có nơi chốn, không sợ, không lùi. Tạ chữ môn ban tên. Đệ tử Cảnh Ngã. Đệ tử Ngự Ngã. Đệ tử Vô Ngã. Về sau nhất định yêu thương lẫn nhau, giúp đỡ lẫn nhau, cùng sống cùng chết. Trong lòng có nơi chốn, không sợ không lùi. Trong lòng có nơi chốn, không sợ không lùi. Trong lòng có nơi chốn, không sợ không lùi. Trong lòng có nơi chốn, không sợ không lùi. Huynh coi huynh đi, lại chao mài rồi. Ta thấy huynh đừng tên Trường Mi nữa, tên Chao Mi luôn đi. Cha, mẹ, sau này con sẽ sống thật tốt ở Thục Sơn, mọi thứ sẽ ổn cả thôi.
chắc cha mẹ có thể nhìn thấy được. Cảnh Ngã! Cô xem Quỳnh may mắn chưa? Có trưởng môn đích thân đổi tên cho Quỳnh. Muội lại không có phúc đó. Vậy ta cũng đổi tên cho muội ha. Ừ. Trưởng môn từng nói á, mọi chuyện trên đời đều có nhân quả. Vậy muội tên là Tố Nhân có được hay không? Tố Nhân? Tố Nhân đúng là tên hay. Sư muội Tố Nhân, đa tạ Cảnh Ngã sư huynh đặt tên. Sau này mong sư huynh quan tâm nhiều hơn. Nếu đã gọi là sư huynh rồi thì Tố Nhân sư muội sau này ta chắc chắn sẽ bảo vệ cho muội. Cô có sao không? Quắc quắc. Huynh là ai? Muội đừng sợ. Xảy ra chuyện gì rồi? Người nhà muội đâu? Người nhà ta, người nhà ta chết hết rồi. Vậy từ nay về sau ta sẽ làm ca ca muội, chăm sóc cho muội có được không? Ca ca. Vậy ca ca, huynh tên là gì vậy? Ta tên là A Thủ. Muội tên gì? Muội tên Đồ Mi. Nếu huynh đã làm ca ca của muội, cũng hãy mang họ đồ giống muội đi. Được thôi, vậy sau này ta sẽ mang họ đồ giống muội. Cây dù này ta tặng cho muội, muội đi tới giật với ta đi. Được. Đi thôi. Anh ông, sau khi xích hồn thạch bị muội phong ấn vô cùng ổn định, Trường Mi chân nhân cũng nói rồi, trong thời gian ngắn nó sẽ không có hành động bất thường. Muội đó nhà đầu ngốc, huynh biết bây giờ chắc muội đang ở đó thầm đắc ý, có đúng không? Trận đại nạn đó đã qua được hơn 3 tháng rồi. Bây giờ tất cả đã trở lại bình thường rồi, giống như đất trời chưa từng biến sắc, nhật nguyệt cũng chưa từng nhiễm máu. Anh Nam, mọi người bây giờ đều bắt đầu cuộc sống mới bình thường. Bây giờ ta cũng sống rất tốt. Anh Kỳ. Anh Nam. Quỳnh có nghe được mùi nói hay không? Quỳnh nghe được. Đợi lát nữa chính là hôn lễ của chúng ta. Mùi biết Quỳnh đang đợi mùi ở bên ngoài. Mùi cũng biết Quỳnh nhất định vô cùng căng thẳng giống như mùi. Hôm nay là ngày đại hỷ của chúng ta, có rất nhiều lời mùi không có cách nào nói ra được, cho nên chỉ có thể giữ lại ở trong hồi âm thạch này trước. Nếu lỡ như, muội nói là lỡ như,
Nếu như vậy sao muội không thể ở bên cạnh của Quynh nữa. Quynh cũng đừng vì chuyện đó mà đau buồn. Bởi vì giờ phút này muội thật sự rất hạnh phúc. Lần gặp mặt này giống như là một giấc mơ đẹp. Bởi vì có Quynh, muội chìm đắm ở trong đó, không muốn tỉnh lại. Cho nên bất luận về sau xảy ra chuyện gì, trong lòng của muội, Quynh vĩnh viễn là anh hùng ở bên hồ Bạch Thủy, đạp lửa mà tới, cứu muội trong lúc nguy hiểm nhất. Như anh Kỳ, muội yêu Quynh, đa tạ Quynh. Muội rất hy vọng chúng ta có thể gặp nhau vào 60 năm sau. Giờ Nam, Quynh cũng yêu muội. Sau khi Quynh ấy đến tìm ta, ta đã đoán được Quynh nhất định cũng sẽ đến. Quynh ấy? Khi Quynh đến tìm ta thì ta hiểu ra, có điều Quynh đã nghĩ kỹ chưa? Anh Nam vì cứu ta mà đánh đổi tuổi thọ của mình. Bây giờ cho dù có mất hết tất cả, cũng nhất định phải hoàn thành tâm nguyện của muội ấy. Ý đến lúc nồng khó mà dứt được, tình đến sâu đậm trở thành si. Bạch Cốc Vực, tại sao Quynh lại ở đây? Cậu muốn làm Dư Anh Nam sống lại, ở bên Dư Anh Kỳ suốt đời sau. Ta thấy Dư Anh Kỳ ngày nào cũng ngồi thơ thẩn trước Xích Hùng Thạch, ta thấy không đành lòng. Hai người đó vốn không phải người thuộc cùng thế giới, gặp nhau cũng là miễn cưỡng kéo duyên phận của họ lại với nhau thôi. Bây giờ Dư Anh Nam đã chết, kiếp này họ đã không có duyên phận rồi, không làm được. Ta có thể bỏ ra bất kỳ giá nào. Cái giá đó cả đời cậu cũng không thể trả được. Vậy ta sẽ trả bằng đời đời kiếp kiếp, chỉ cần ông có thể thực hiện nguyện vọng của ta. Cho dù đời đời kiếp kiếp bị giam ở đây, cậu cũng chịu được sao? Được, ta có thể ban cho cậu khả năng thực hiện bất cứ nguyện vọng gì. Nhưng
cậu phải thay ta ở lại Hồi Âm Tuyệt Bích này vĩnh viễn, trong nom quán rượu này đời đời kiếp kiếp, không già không chết, một thân một mình, chờ đợi người cần đến sẽ đến. Trong thiên hạ này, người muốn thực hiện nguyện vọng quá nhiều, người có chấp niệm quá sâu cũng quá nhiều. Ta già rồi, không thể làm nổi. Nhưng quan trụ toàn cơ này vẫn buộc phải tiếp tục. Về sau này ta còn có thể gặp được anh Nam không? Cậu có thể gặp được, nhưng cô ấy sẽ không nhớ tới cậu. Cậu cũng không thể để cô ấy biết thân phận của mình. Uống ly rượu này vào, cố nhân gặp cậu sẽ không ai nhận ra nữa. Được, ta bằng lòng. Ta đã tiếp quản quán rượu toàn cơ này. Đây là lần cuối cùng đối diện với người khác bằng gương mặt thật. Ta biết để đến đây là vì cái gì, nhưng mà để phải biết, như anh Nam trên thế giới này đã chết, quán rượu này có thể giao dịch ngang giá, nhưng không thể khiến người cải tử hồi sinh. Nhưng dòng sông thời gian vẫn luôn chảy về phía trước. Như anh Nam đến từ 60 năm sau, cho nên thế giới của 60 năm sau cũng sẽ xuất hiện như anh Nam. Anh Kỳ, nếu đệ muốn gặp như anh Nam thì buộc phải đến thế giới đó. Vậy ta phải trả cái giá như thế nào? Đệ cần dâng hiến thời gian 60 năm. Trong xích hồn thạch có chứa 81 nguyên thần. Để uống bình rượu này là có thể biến thành một nguyên thần hòa vào xích hồn thạch, cho đến khi có người đánh thức đệ. Vậy là khoảng thời gian 60 năm, đủ để thế giới càng không xoay chuyển. Còn về 60 năm sau, đệ còn có thể gặp anh Nam hay không thì phải xem vào nhân duyên tạo hóa của đệ. Đa tạ huynh. Anh Nam, uống ly rượu này vào, giao dịch của chúng ta xem như hoàn thành. Như anh Nam đến từ 60 năm sau, cho nên thế giới của 60 năm sau cũng sẽ xuất hiện như anh Nam. Nếu để muốn gặp anh Nam thì buộc phải đến thế giới đó. Vậy ta phải trả cái giá như thế nào? Để cần dâng hiến thời gian 60 năm. Muội muốn làm tân nương hoàn mỹ nhất của Quyên, cho dù chỉ có một ngày thôi. Cho dù muội có thế nào, muội cũng là tân nương hoàn hảo nhất của Quyên. Anh Kỳ à, muội vẫn còn rất nhiều chuyện muốn làm với Quyên, cho nên chúng ta phải tiếp tục sống mới được. Anh à, Quyên hứa với muội, nếu ngày mai hai chúng ta còn sống, bất kể là muội muốn đi đâu, muốn làm gì, Quynh cũng sẽ ở bên cạnh để bảo vệ muội. Nếu muội dám bỏ Quynh lại, một mình bỏ đi, Quynh nhất định sẽ đuổi theo muội tới chân trời góc bể. Không có Quynh, muội không muốn đi đâu hết. Anh à, cả đời này Quynh sống vì người trong tộc,
Giây phút này huynh chỉ muốn chết đi vì muội. Sáu mươi năm sau, ngươi là ai? Anh Nam, ta để đời ấy đi gặp muội, hy vọng muội được hạnh phúc. Người lại
Anh Nam, ta nhớ muội quá. Người là ai? Cô ấy đi rồi. Kết cục được thay đổi rồi. Mộng cảnh cũng biến mất rồi. Bây giờ anh Nam nhất định cũng trùng phùng với anh Kỳ rồi. Đến cuối cùng mọi chuyện trong quán rượu này chỉ có Loan Phượng và tao biết. Đây có lẽ là kết cục tốt nhất rồi, có phải không? Vạn sự thế gian đều có nhân quả. Quyển sách đó chứ đừng mộng cảnh của cô ấy đâu phải là câu chuyện của chúng ta. Mỗi khi giúp cô ấy vào giấc mộng, cùng lúc đó ta không phân biệt được rõ là mộng hay là ký ức của chính mình. Có lẽ với ta mà nói, thời gian đã dừng lại từ rất lâu về trước rồi. Nhưng cho dù là như vậy, chuyện xưa lại ngày càng rõ ràng. Ta cũng từng vô số lần nghĩ đến mọi chuyện có cơ hội bắt đầu lại. Thế giới này vẫn tồn tại một ta khác. Nếu ta cũng mang theo chấp niệm nhiều lần thử thay đổi, liệu cũng sẽ có một kết cục chỉ thuộc về ta và cô ấy không?